đấy bên. Sống không có wifi, chỉ có vui vẻ với lại bơi lội vận động cơ thể thôi, để đầu tuần sau vô học lại cho nó sảng khoái nè. Nghỉ Tết dài hạn rồi, buông kia, buông kia. Thôi chuẩn bị làm về bản nhạc thôi, nghe cho nó sảng khoái coi. Đó, thằng nhóc kêu nó dọn cơm xong rồi nó chơi game để cho mẹ già nó làm việc này. Cái gì làm gì vậy con? Con thì sợ con này gì vậy con? Nó luộc ủ qua với đồ bắp. Mình thấy giống ủ qua. Đây là coi đây, theo yêu cầu, theo yêu cầu. Ớt hầm rượu
màu mẹ đầy đủ luôn. Chúc mừng tụi nhỏ sắp sửa đi vô giường, mẹ nó làm một mớ rồi, có cái lẩu hè này. Đây là thịt nè, ép nè. Đây là món của mẹ, món rau thập tập tàn, à thập cẩm chấm chao. Con này là dồi trường, con này là cớ. Thôi thôi bắt đầu ăn đi. Đầu năm chuẩn bị vào học rồi, xin mời. Ừ, chát, đúng chát thiệt. Đậm lên đảo ghê. Thử món này nha, món này là món nhậu nha, ở chiên xả nha. Xả. Thử miếng coi. Thơm quá, mùi xả. Mùi ớt. Gà ngon. Thử đi. Ngon thử không? Rượu gì, rượu nó ngọt, uống nó ngọt chứ, thấy không? Không biết. Ừ, chát. Chát thiệt luôn. Lạnh nữa nó sướng lên kìa. Miếng thịt ếch nữa kìa. Wow, còn miếng cá nè. Trứng cá. Hấp luôn. Nó cực kỳ béo, thử miếng. Béo à. Tưởng là những cá hồi vậy hả? Uống cái rượu chát. Hả? Đúng cái rượu này chứ. Rượu này chứ rượu này. Không phải là cá hồi. Bữa cơm đạm bạc đầu năm.